Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Trí Quốc Tá Ca, chương 4, 4 pháp, phẩm 1, bài 106 La Mã. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỷ kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm thiên, này các tỷ kheo, lòng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỷ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường. Do vậy, các bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Cấm Dân đã đọc bài xong. Muốn mời cô tu nữ Tuệ Duyên, muốn mời Siết Ái Minh, muốn mời Huynh Quách Thá Ná nha. Dạ, Cấm Dân kính mời. Dạ, sa thú lành thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thanh Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh cô tu nữ Tự Duyên. Ấy minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Ý Trí Quốc Tá Ca, chương 4, 4 pháp, phẩm 1, bài 106 La Mã. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm Thiên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, các đạo sư thời xưa. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cúng dường. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, vì cớ sao? Giúp đỡ rất là nhiều. Này các tỳ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường. Do vậy, bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con kính mời cô Tự Duyên tiếp theo ạ.
Sa thú lành thay, cảm ơn sư cá mình. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Tha Gia. Kính lễ ông Đức Phật Pháp Tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ quý tu nữ và quý tín nữ. Và cảm ơn rạng đồng anh Minh đã chọn Đông Tiểu Bộ. Và cảm ơn Vương Đốc Thành Á. Kinh bộ ý tí bút các phẩm một la mã. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính, con cái kính lễ mẹ cha, những gia đình được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên, những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, gia đình ấy các đạo sư xưa, như nào này các tỳ kheo, con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được nhận là đáng đường phạm thiên, theo là đồng nghĩa với các đạo sư thời sát tiêu, là đồng nghĩa với mẹ cha đáng được cúng dường. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, vì cớ sao này các tỳ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi phạm thiên bậc đạo sư thời trước xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường, do vậy bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm cho mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, mẹ cha này hiền khen thiên lạc. Ý nghĩa này Thế Tôn và tôi đã được nghe. Dạ, tụi mình đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ mời Nhật Quỳnh quá, nãy giờ tự nhiên lúc nghe được lúc không nghe được, nhưng mà chùa nghe âm thanh của Nhật Quỳnh. Dạ, tự nhiên xin xuống mất ạ. Mời Nhật Quỳnh hay mời Quỳnh bắt thanh á đi ha. Tự nhiên xuống mất nha. Dạ, xa thu lần thầy. Kính cảm ơn là cô tự duyệt. Dạ, dạ, kính cảm ơn cô Tử Duyên, sĩ Đảng Đồng, sĩ Hoàng Nguyệt cho biết nghe rõ. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc kinh tiểu bộ Iti Puttaka chương 44 pháp phẩm 1, bài 106 La Mã. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với phạm thiên. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. Phạm thiên này các tỷ kheo là đồng nghĩa với cha mẹ. Các đạo sư thời xưa này các tỷ kheo là đồng nghĩa với mẹ cha đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo là đồng nghĩa với mẹ cha, vì cớ sao giúp đỡ rất nhiều. Này các tỷ kheo là mẹ cha đối với con cái, nuôi dưỡng chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi phạm thiên bậc đạo sư thời trước xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường, do vậy bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy,
đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng đến lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Thà Gia con xin được xuống mic. Dạ, còn mỗi mình xích truyền hình thôi, kính mời xích nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Vát Thành Á. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn. Xích Rạng Đông, xích Hoa Nguyệt cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, kính chào anh chị Thân Quang Liêm. Kính chào Mậu Khanh. Kính chào xích Hoa Nguyệt vừa vào đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài thì Nhục Bình kính mời bàn tay ạ. Dạ, không thì Nhục Bình khóa sổ các quý vị. Dạ, vị nào chưa có đưa bàn tay thì kính mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Gia. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Quỳnh Vát Thanh Á, cô Ái Minh. Cảm ơn Sích Thiên Hà, Sích Đảng Đồng đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, kính chào người phương Nam về nhào đạo tràng. Sích Hành Kiểm có ông bài không? Ông bài thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay, còn không thì Nhật Quỳnh khóa sổ ngang. Dạ, vậy chắc là Hành Kiểm không có trước máy rồi. Dạ, mà con đã thấy sư vào trong đạo tràng rồi. Dạ, hôm nay sư cho phép đạo tràng chúng con học sớm vài phút bạch sư. Dạ, con xin không có trả bài. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Gia. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa pháp tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Câu Tiểu Bộ Kinh số 107 La Mã. Kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đăng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày giờ dân sang. Đức Pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn này tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Thà Gia.
Dạ, trước khi con thỉnh Thượng tọa Pháp Tân lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Huynh Quát Tha Ná cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 4, 4 pháp phẩm 1 La Mã, bài 107 La Mã. Này các thị kheo, các bà la môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng thọ, dược phẩm, trị bệnh cho các thầy. Này các thị kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người bà la môn gia chủ. Vì các thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Có nghĩa có văn nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh đoạn tận khổ đau. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau chứng đạt được diệu pháp ách an ổn vô thượng. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo, các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vị tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Các vị trú gia đình, ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập thiền định, ở đây hành pháp con đường đến cõi lành. Hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ như điều họ mong muốn. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an tiếng quát, và kính đảnh lễ Thầy Đức vừa quan năm vào đạo tràng, và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lãnh lễ Chư Tôn Đức trong đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, sau khi Chư Phật tử chúng ta đã trả bài, đọc bài của ngày hôm trước, buổi học trước đó, thì hôm nay, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục giảng cái bài kế tiếp. Bài học hôm nay đó là chúng ta học cái bài 107, La Mã. Và theo thông lệ thì trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc trước khi giảng cái bài học này. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Pha Ca Quanh Tăng Á Phí Qua Đi Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sakato Vagavata Thammo Thamman Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Vagavato Savakasangho Sankhan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại.
nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là bài học số 107 La Mã. Ở đây đó là Đức Phật Ngài nói đến hai cái mối tương quan, quan hệ ở giữa người tại gia cũng như là các cái bậc xuất gia. Các cái bậc xuất gia thường đó là trong kinh chúng ta được biết đó là thời Đức Phật á, có bốn chúng, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ. Và bốn chúng đó là gồm có hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Ở đây trong nội dung của bài kinh này đó thì Đức Phật Ngài dạy chư tỳ kheo, tức là có các bà la môn gia chủ có rất nhiều lợi ích cho các thầy, rất nhiều lợi ích cho các thầy. Thì ở đó Đức Phật Ngài dạy cái gì? Chính là họ đã sắp xếp y phục, đồ ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ kheo, các thầy tỳ kheo cũng có rất có lợi ích cho các vị bà la môn gia chủ, các thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa văn cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy các thầy tỳ kheo phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh đoạn tận khổ đau. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài dạy hai cái mối quan hệ với chúng xuất gia và chúng tại gia cư sĩ. Thường là ngày xưa thì Đức Phật Ngài gọi là Phikkhuni, Upasika, Upasaka và Upasika, tức là cận sự nam và cận sự nữ, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ở đây đó thì Đức Phật Ngài nói rõ đó là đối với cái hàng cư sĩ, đặc biệt là bà la môn gia chủ, đà bà la môn gia chủ. Ngày xưa đó chúng ta biết cái văn hóa Ấn Độ đó, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Cái người những cái người mà gọi là gia chủ, Gahapati, Gahapati, tức là chỉ cho những người gia chủ. Khi mà chúng ta qua Ấn Độ đó, chúng ta thấy phần lớn là cái người đàn ông đi ra chợ bán vải, bán này bán kia, phần lớn là người đàn ông bán, chứ người phụ nữ thì chắc có lẽ là do văn hóa cho nên họ ít có dịp để ra ngoài chợ để mà buôn bán. Và gia chủ là chỉ cho những người chủ ở trong gia đình, và tất cả các cái việc ngoài buôn bán ở ngoài đường xã hội thì phần lớn là người nam làm, cho nên là gọi là gia chủ. Gia chủ thí dụ như mình thấy là những các cái đoàn thương buôn đó, các cái đoàn thương buôn thì phần lớn là ngày xưa người ta buôn chỉ có hai cái con đường, đường bộ và đường thủy. Đường bộ tức là người đi, người ta có thể bằng đi bằng xe bò, xe ngựa, hoặc là họ cởi cừu, cởi ngựa để mà họ đi, để mà họ chuyên chở các cái hàng hóa ở trong buôn bán, trao đổi các cái buôn bán đây đó. Rồi là cái đường thủy, tức là người ta sẽ đi bằng đường biển, đường sông. Thì có hai cái con đường đó thôi. Thì đây nói đến cái người gia chủ là chỉ cho những cái người làm đàn ông mà làm chủ ở trong gia đình, làm chủ trong gia đình.
từ các cái công việc đối nội đối ngoại phần lớn. Người phụ nữ trong văn hóa Ấn Độ thì có lẽ là họ chỉ đảm đương công việc công nhà, phần nhiều là như vậy. Thời gian thì có thay đổi, cuộc sống thì có thay đổi, nhưng mà cái quan niệm cố hữu của người Ấn xưa kia, họ đã phân thành bốn giai cấp. Trong đó có bốn giai cấp là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lệ là giai cấp vua chúa, và giai cấp quay chấp và gọi là thương buôn, và giai cấp cuối cùng là giai cấp nô lệ. Thì Bà La Môn thì chúng ta cũng biết là những cái người xuất thân từ Bà La Môn, theo người Ấn Độ thì họ quan điểm là xuất thân từ người Bà La Môn, rồi họ ở dòng dõi Bà La Môn. Họ là những cái phần lớn và những cái người tu, những cái người tu theo cái đời sống tín ngưỡng văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo của người Ấn xưa kia, tức là Bà La Môn giáo đó. Ngày xưa gọi là Bà La Môn giáo, mà ngày nay ta được biết như là Ấn Độ giáo. Rồi cái giai cấp thứ hai là vua chúa, tức là những người vị vua ở trong một đất nước. Giai cấp thứ ba là những người thương buôn đó, những người thương buôn mà như đã nói là gia chủ. Rồi là giai cấp cuối cùng là giai cấp nô lệ, giai cấp mà thấp nhất trong xã hội Ấn Độ họ theo họ quan niệm. Thì ở đây Đức Phật ngài nói là những người Bà La Môn hay là những gia chủ, gia chủ thì những người đó, đó họ độ cho chư tăng, cho chư tăng. Thì điều này đó chúng ta xét lại đó là người cư sĩ ngày xưa đó, khi mà họ hướng về Tam Bảo, hướng về Phật Pháp Tăng đó, thì họ thường có những cái lễ cúng dường, mà đây Đức Phật ngài nói là họ người chuẩn bị cho sắp đặt, là chuẩn bị cho y phục, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và liêu cốc cho chư tăng, là sàng tọa đó. Thì chúng ta thấy rằng ngày xưa cuộc sống của chư tăng thì rất là đơn giản, tức là chư tăng chỉ đi trì bình khất thực thôi, đi trì bình khất thực và được những cái người đàn tính họ đặt bát cúng dường, hoặc lâu lâu là họ cũng có tổ chức ra là những cái buổi lễ trai tăng. Điều đó nói rằng là cả vua chúa cũng làm những điều đó, rồi các quan vị quan ấy cũng làm những điều đó, rồi cho đến những cái trưởng giả như ông Cấp Cô Độc, bà Quy Sa Kha đó, chẳng hạn, cũng trai tăng cúng dường, rồi cho đến những cái thứ dân bình thường hay là những cái người những cái người kỹ nữ, chẳng hạn như âm Bà Lá. Thì đó là một trong những cái mối quan hệ mà những cái người đàn tính xưa kia đó, thì thường là họ cúng dường, họ sắp đặt những cái lễ. Ví dụ như ngày hôm nay đó là họ thỉnh Đức Phật chư tăng, có chư tăng đến nhà của họ cúng dường, hoặc là họ tổ chức thành nhóm thiện sự, mà họ chờ tổ chức thành nhóm cùng chung để làm. Như là chúng ta nghe ông vua Ba Tư Nặc đó, tức là Ba Xê Na Đí đó, thì ông vua đã, vua đó có những cái cuộc đại thí, có những cuộc đại thí, và những cuộc đại thí đó là rất là về mặt nào đó là rất là quy mô. Về đức vua cũng chính đức tự thân đức vua cũng đứng ra để mà vừa tổ chức mà vừa làm những cái công việc thiện sự đó. Cho nên là khi mà những người họ sẽ sắp đặt các cái món cái bốn cái món vật dụng mà thường là chư tỳ kheo thường dùng.
Ví dụ như là cái trang phục của chư tăng của Phật giáo Nam truyền thì phần lớn là nó gần gần với lại cái trang phục của người Ấn Độ xưa, người Ấn Độ xưa. Và như vậy thì y phục là họ cũng cúng dường. Nếu mà họ không cúng dường thì chư tăng phải là lượm y phấn tảo, tức là y băng sư cô lá ở ngoài tha ma mộ địa đó, giải đó, giặt sạch rồi mai rồi nhuộm thành y đó mặc. Thì cái y phục đó là cũng là những cái người đàn tính cúng dường, họ sắp đặt, họ sắp đặt như vậy. Như vậy thì rồi cái thực phẩm cũng vậy, những cái buổi trai tăng lớn thì cũng có những cái người, những cái tổ chức, tức là họ có những cái nhóm người cùng chung làm thiện sự đó, họ cùng chung làm để họ sắp đặt để họ cúng dường cho chư tăng. Cho nên là khi mà nói đến cái thực phẩm á, là một cái phần á, mà chúng ta biết ở đây đó là phần chư tăng đó là được nhờ nuôi sống từ ở nơi cái thực phẩm đó. Thì cái thức ăn của những người Ấn người xưa cho đến ngày nay cũng vậy. Thì đối với văn hóa Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng họ ăn những cái món mà nó là truyền thống của họ rồi, mà nó có đủ dinh dưỡng. Và họ, khi mà họ đặt bát, họ cúng dường, hay hoặc là họ trai tăng, họ cúng dường, họ thỉnh chư tăng đến cái tư gia của họ, hay hoặc là những cái nơi mà chúng ta nói là như cái nơi mà giống như cái phước xá vậy đó, cái nơi mà cất cho rộng ra, rồi dân làng cất cho rộng ra, rồi để rồi là chư tăng có nơi đó là đi về ghé đó, hay hoặc là những cái lễ, những cái ngày mà họ tụ tập lại để mà họ làm phước, họ cúng dường ở trai tăng đó. Thì những cái người cư sĩ này đó, những người gia chủ này có nhiệm vụ là quy tụ, hoặc là mời quy tụ lại những cái người cùng chung cái niềm tin của mình, niềm chung cái cùng chung cái thiện sự của đối với mình về để mà cúng dường cái y phục đó, thì cúng dường vật thực đó. Thì chúng ta cũng biết đó là ngày xưa thì chư tăng là y áo rất là thiếu thốn, thường là chư tăng lượm cái y phấn tảo, nếu không có y thì cũng có y phấn tảo. Mãi sau về sau này thì mới có là Đức Phật mới ban hành cho cái việc mà dân y ca thi ná đến với chư tăng. Chứ còn rồi là ngày xưa thì y phục rất là hiếm. Và những cái người cư sĩ đó, những cái người gia chủ đó, thường là họ sắp đặt những việc đó, họ sắp đặt, họ chuẩn bị. Như chúng ta biết rằng chúng ta làm phước những điều gì đó thì nó phải có ba cái yếu tố. Chúng ta cúng dường y phục cũng phải cần ba cái yếu tố. Rồi chúng ta cúng dường y phục vật thực, hoặc là thuốc chữa bệnh, hoặc là cốc liêu am thất đó cho chư tăng, thì cũng phải có ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đó là yếu tố của đối tượng để thọ thí, đó là tăng chúng thọ nhận cái món đó, gọi là samati, tức là đầy đủ về tăng chúng. Thì tăng chúng mà chúng ta hiểu ở đây đó là nói ở trong luật tạng thì bốn vị tỳ kheo gọi là một tăng, gọi là tăng, ví dụ vậy. Hay hoặc là nói trong kinh tạng thì một vị xuất gia cũng gọi là tăng, hay là tập thể của nhiều vị tỳ kheo cũng được gọi là tăng. Cho nên là ít nhiều thì cũng phải có cái sự hiện diện có mặt của tăng chúng. Chúng ta dân thực phẩm cũng vậy, thì phải có cái đối tượng để thọ thí. Hay là chúng ta dân y phục cũng phải có đối tượng để thọ thí. Chúng ta dân cốc liêu cũng phải có đối tượng để thọ thí. Hay là chúng ta dân thuốc để chữa bệnh cũng là đối tượng để thọ thí. Cho nên là bốn cái món này gọi là nhu yếu phẩm của chư tăng, bốn cái món vật dụng mà mình gọi là nhu yếu phẩm của chư tăng, bốn cái món cũng cần thiết của chư tăng. Cho nên cái yếu tố thứ nhất cần thiết đó là có tăng chúng.
Cái yếu tố thứ hai mà có là lễ phẩm mà mình chúng ta chuẩn bị. Thí dụ như quý vị dân thực phẩm cũng phải có tăng chung, có cái thực phẩm, phải có cái món đó, cái vật thực phẩm để mà mình cúng chứ. Cái bánh, củ khoai, chén cơm, chén cháo, tô canh gì đó, thì ít ra thì mình cũng phải có cái dân cúng, có cái vật, cái lễ phẩm đó, có lễ phẩm. Chứ không có là không được. Thì phải có cái yếu tố thứ hai mà trong kinh gọi là đầy giá thâm ma sa bát tí, tức là đầy đủ về thực phẩm, hay là cái thực phẩm mà nó hợp theo lẽ đạo. Thì thường thường đó, là chúng ta nghe cái bài tắc bạch mà mình thường quen rồi đó, bài tắc bạch dân lễ cúng dường chư tăng đó. Những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo và hợp theo lẽ đạo, và họ cúng hợp theo lẽ đạo, tức là mình cúng là tận tay chư tăng, và mình làm hợp theo lẽ đạo là những cái món vật dụng này là do công lao công sức của mình bỏ ra, hoặc là mình có tiền bạc công sức của mình, chính cái mồ hôi, cái công sức của mình bỏ ra đó, đại khái là cái công sức của mình bỏ ra, chứ không phải là mình trộm cướp hay mình lừa gạt ai mà mình có được. Mà cái này là cái lễ phẩm mà chính bàn tay của mình làm ra, được lên làm hiệp theo lẽ đạo và cúng được hiệp theo lẽ đạo là như vậy đó. Cho nên cái yếu tố thứ hai là đầy giá thâm ma sa tí, tức là đầy đủ về các cái món thực phẩm. Khi chúng ta tác bạch thì thường là mình nói là những cái lễ phẩm đó mình cúng dường đến với chư tăng. Và cái yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là gọi là citta thamma sam citta sambatti, tức là đầy đủ về tam tư, đầy đủ về cái tâm của mình á. Cái tâm của mình, cứ những người đàn tính á, là phải có cái niềm tin, niềm tin nhân quả, niềm tin nghiệp báo, niềm tin nơi phước thiện, niềm tin ở nơi tam bảo, tăng chúng, này thí dụ vậy. Thì khi mà mình có cái niềm tin đó trước khi mình làm, rồi đang khi mình làm, và sau khi mình thực hiện những việc đó, mình đều có cái tâm quan hỷ và có cái niềm tin quan hỷ trong cái việc mà mình dâng cúng, cúng dường những cái thể phẩm đó. Dù là cái lễ phẩm đó, cái vật phẩm đó, nó không là gì hết, nhưng mà chúng ta có cái tác ý của yếu tố thứ ba, đó là tăng chúng, đó là tâm, cái tâm của chúng ta. Như vậy ba cái yếu tố đó, thì những cái người cư sĩ đó, mình biết đó là gọi là gia chủ, là gọi chung, thì gọi chung là những người cư sĩ, thì họ thường là có những cái sự sắp đặt, sắp đặt. Và quý vị biết rằng mình trước khi mình đề tăng, mình cũng có tác ý cúng dường đến với chư tăng, dạy dạy, rồi là mình chuẩn bị những cái lễ phẩm như vậy, nào là y phục, nào là thực phẩm, chuẩn bị món gì gì, ví dụ vậy, chúng ta có cái tác ý, chúng ta làm. Thì đó là những cái sự yếu tố của cái người cúng nhận, cái người mà cúng dường y phục, hay là vật thực, hay là thuốc chữa bệnh, hay là liêu cốc. Trong luật thì những cái vật gì mà nó nặng quá cái sức người khuân giác đó thì mới bắt đầu tác bạch thôi, chứ không cần phải nhất thiết là chúng ta phải dâng bằng tay, bởi vì những cái vật đó chúng ta không phải dỡ lên mà chúng ta dâng được. Ví dụ như liêu cốc chỉ tác bạch thôi, nó là vậy. Hay hoặc là những cái vật khác nữa, vật dụng xài mà cái gì đó nặng quá sức người khuân giác thì chúng ta chỉ có việc tác bạch thôi. Như vậy thì cái người chư tăng đi làm đạo ở đâu, sống ở đâu cũng vậy, thì cũng phải nói nhờ những cái người gia chủ đó, những người cư sĩ đó. Mình gọi chung đây là Upasaka và Upasika. Upasaka và Upasika tức là cận sự nam và cận sự nữ, tức là tiếng Việt của mình nói là thiện nam tín nữ vậy, hoặc là gọi chung là Phật tử, là thiện nam và tín nữ, từ cái chữ Upasika và Upasaka đó, tức là cận sự nam Upasaka
và cận sự nữ Upasika. Upasika, như vậy thì những cái người đi đến đâu, chư tăng đi đến đâu làm đạo cũng nhờ những cái người đàn tính giúp hộ độ cho chư tăng cái việc đó mới làm đạo. Ở bên Bắc truyền người ta nói cái câu mà chư tổ của người ta nói cái câu là pháp tài lữ đệ. Pháp tức là cái phương pháp mình tu, cái pháp mà mình thực hành á. Tài tức là điều kiện, tài ở đây là điều kiện vật chất tương đối có để chúng ta mà ở đây mình nói là điều kiện của chư tăng thì đó là bốn món vật dụng đó, bốn món vật dụng. Rồi lữ tức là bạn đồng tu, phải có bạn đồng tu. Địa là cái nơi mà mình ở, giống như là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy rằng có bốn cái nhân tiến hóa vậy đó, ở một cái trú xứ thích hợp tức là địa, địa rồi phải thân cận bậc thiện trí, tức là phải có cái bạn lành ở trong đó, bạn lành đó, thân cận bậc thiện trí để mình học. Rồi phải lập trường, nuôi cái tư tưởng lập trường chân chánh, lập trường, xác định lập trường từ niềm tin, hành động, suy nghĩ của mình, xác định được cái tư tưởng của mình, xác định được cái lập trường của mình. Và điều cuối cùng là mình phải biết tạo phước để dành trước, tức là các cái công đức thiện sự mình phải biết tu tập. Chính mình tu tập thiện sự đó, từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc tham thiền, vân vân, đó là cái phước để mà hỗ trợ cho cái đời sống tu tập mình nó tốt. Và đời sau thì chúng ta cứ tiếp tục nhờ cái phước đó mà chúng ta được gần gũi với nhân lành để chúng ta tiếp tục tu tập nữa, đến khi nào chúng ta được giải thoát. Cho nên ngày Xá Lợi Phất ngày dạy trong kinh Thập Tượng đó là bốn nhân tiến hóa mà chư tổ của Phật giáo Bắc truyền người ta gọi là pháp tài lữ địa. Pháp tài lữ địa nó giống na ná như vậy đó. Như vậy thì ở đây cái người cư sĩ đó là hộ độ chư tăng, và những người đó họ giúp ích cho chư tăng rất là nhiều, giúp ích cho chư tăng rất là nhiều về cái sự hộ độ. Và cái việc thứ hai nữa đó là ở đây Đức Phật ngày nói là các thầy cũng, các thầy tỳ kheo cũng là mang lại cái lợi ích lớn cho những người cư sĩ. Không phải là chỉ có người cư sĩ mang lại cái lợi ích cho mình, cho những vị chư tăng không. Bởi vì cho nên là người ta thường nói cái câu là tại gia thí tài, xuất gia thí pháp. Tại gia thí tài, xuất gia thí pháp là vậy. Bây giờ Đức Phật ngày nói là các thầy tỳ kheo á, tức là thuyết pháp cho họ, pháp ấy là sơ trung hậu thiện, có nghĩa có văn, nói đến phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Đức Phật ngày nói vậy. Thì bây giờ là quý vị biết rằng trong luật của một vị tỳ kheo, Phật giáo Bắc Nam Tuyền của chúng ta, Phật giáo Bắc truyền thì họ thoải mái hơn. Tức họ có thể, có lẽ là làm, tôi thấy có thể là có những cái chùa họ làm những cái nghề buôn bán hoặc là họ làm việc này việc kia. Nhưng mà Phật giáo Nam Truyền của chúng ta là do là y theo luật, cho nên là không dám làm cái gì hết, cái nghề nghiệp gì bên ngoài. Chỉ lo tu thôi, chỉ lo tu thôi. Cho nên là mình không có làm những cái nghề như bên ngoài người ta buôn bán, người ta làm dịch vụ, hay là người ta làm nông, hay là người ta làm này làm kia, không có làm. Mà ở đây đó là cái việc của một vị xuất gia đó, các cái bậc xuất gia đó, hay là các vị tỳ kheo đó, là mình chỉ có nhiệm vụ là thuyết pháp, nhiệm vụ là thuyết pháp hoặc là dạy học, tức là dạy Phật pháp đó. Tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh mình nói ở đây đó, là chúng ta thấy rằng Phật giáo Nam truyền của người Kinh của chúng ta đó không có một cái trường nào hết á. Chúng ta cho đến thời điểm hiện tại chúng ta không có một cái trường nào gọi là danh chánh ngôn thuận là để chúng ta vào đó học. Đối với chư tăng Khmer thì họ có riêng cái học viện riêng, nhưng mà nó cũng rất là yếu, cũng không mạnh. Nó có nhiều cái mức hạn chế. Còn riêng Phật giáo mà Năm Tông người Kinh của
chúng ta đó có những giới nhất định, tức là chúng ta không có trường, chúng ta không có trường riêng. Và nếu mà ai chịu đi vô học các cái trường của giáo hội tổ chức, Phật giáo tổ chức đó, thì trong đó có các cái hệ phái, trong đó có Bắc Tông, có Nam Tông, có các sĩ học hết. Mình vô mình học thì phải như vậy, rồi mình vô mình giảng dạy thì cũng phải như vậy. Thì cái nào mà mình truyền đạt cái kinh điển của mình, truyền đạt giáo lý theo hệ thống kinh điển của Pali, kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy Nam Truyền của chúng ta đó, thì đó là dù là dạy luận, dạy Atidam, Adithamma, hay là dạy kinh tạng thì cũng đều là dạy Pali, dạy theo kinh văn Pali hết. Như thì cũng đó là cũng là một cái công việc thuyết pháp, một công việc dạy học của một vị xuất gia thôi. Vì nào có cái khả năng thì là như vậy. Rồi là nếu mà mình là thuyết pháp đó, thì tùy theo mỗi đạo tràng, tùy theo mỗi đạo tràng, chúng ta thì cũng không có đông, không có nhiều. Khi mà mình thuyết pháp như vậy đó thì một vị, cái việc mà thuyết pháp đó là một cái việc của một vị tỳ kheo, nói đạo là một cái việc của một vị tỳ kheo. Cho nên là vị tỳ kheo mà gọi là giết thiết có sơ trung và hậu thiện đó, có nghĩa là sao? Mình nói một cái điều đó là có văn nghĩa cụ túc, tức là rõ nghĩa, rõ văn, để cho không sai không lệch. Văn nghĩa cụ túc là rõ nghĩa, rõ văn, để người nghe không có hiểu sai và thực hành được đúng đắn và lợi lạc, thì văn nghĩa. Và khi mà nói pháp á, là nói sơ trung và hậu thiện. Ở đây á, giảng giải về giới, về thiền, về định và về tuệ, tức là về cái sự hiểu biết của một cái người tu tập. Thì mình nói ở mức độ tương đối đó, mức độ mà tu tập á, mức độ tu tập. Chúng ta biết rằng mình nói cái pháp môn này hoặc pháp môn kia đó, hay là Đức Phật dạy về pháp này pháp nọ đó, tụ chung là để chuyển hóa, để mà tu tập, để hướng đến sự giải thoát mà thôi. Có nghĩa là thực hành giới, thực hành giới. Mình nói theo cái giới ở đây đó là giới của hàng tại gia cư sĩ. Nếu mà mình giới ở đây là những cái nguyên tắc sống, nguyên tắc sống của các cái hàng tại gia hay là các cái bậc xuất gia, các cái bậc xuất gia, tức là nguyên tắc sống làm sao, có nghĩa là tránh ác làm thiện, tránh ác làm thiện. Mình nói tránh ác làm thiện là mình nói bao hàm, nhưng có nghĩa là từ cái việc thu thúc của một cái vị tỳ kheo hay là một cái người cư sĩ của mình có biết giữ giới, biết tránh ác làm thiện, tức là mình biết giữ giới, biết giữ năm giới hay hoặc là tám giới của một cái người cư sĩ. Chúng ta nguyện thọ mà, chúng ta nguyện một người cư sĩ, một người tu tập của chúng ta có được cái giới nguyện là chúng ta nguyện trước Tam Bảo để xin thọ trì. Chư Tăng cũng vậy, là khi mình nguyện trước Tam Bảo là mình xin thọ trì một giới của một vị sa di hay là giới của một vị tỳ kheo, vân vân. Mình nguyện thọ như vậy, rồi có sự chứng minh của Tam Bảo, của Đức Phật đã niết bàn, rồi sự chứng minh của giáo pháp, là chứng minh của tăng chúng để chứng nhận mình là cái người đã xin nguyện thọ như vậy. Rồi chúng ta được có cái giới ngăn, tức là chúng ta chủ tâm ngăn ngừa những điều nào đã mình đã xin nguyện thọ thì mình nên thực hiện những cái điều đó. Mình cố gắng tránh xa những cái ác nghiệp bất thiện mình làm cho tốt. Như vậy thì đó cũng chính là mình có cái giới nguyện, giới ngăn, tức là mình ngăn ngừa những cái hành vi xấu. Nói trong một cách nào đó thì cái người tu tập giới có nghĩa là mình thu thúc các cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi,
để mà mình cố gắng để hành thiện. Cái đời sống Đức Chư Tăng dạy cho chúng ta là như vậy, dạy cho những người cư sĩ cũng vậy. Cứ nghĩa là tùy theo cái vai trò của mình là người cư sĩ, mình giữ giới của người cư sĩ. Còn mình là những cái bậc xuất gia thì mình giữ giới của, theo cái người của bậc, theo cái vai trò của bậc xuất gia. Rồi đời sống của mình cũng vậy, có bận rộn gì, có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng tạm gác qua một bên, nên để cho cái đời sống nội tâm của mình nó được an tịnh. Có nghĩa là chúng ta phải trau dồi phương pháp thiền tập trong đời sống hàng ngày của mình. Quý sư Chư Tăng chỉ có nhiệm vụ gợi mở, hướng dẫn cho chúng ta thôi. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành. Đạo Phật của chúng ta là nỗ lực tu tập chứ không phải là do cầu nguyện. Đạo Phật của chúng ta là không phải là do cầu nguyện hết. Nỗ lực tu tập. Chúng ta lại Phật là chúng ta kính ơn đức của Phật. Chúng ta lại Pháp là kính ơn đức của giáo Pháp. Chúng ta lại Tăng là chúng ta kính ơn đức của Chư Tăng. Ơn đức của Chư Tăng. Nhưng mà chúng ta tu tập á, thì chúng ta mới được cái lợi lạc. Còn nếu chúng ta không tu tập, có nghĩa là chúng ta không có sửa đổi đó, không trau dồi cho chính mình thì cũng chẳng có lợi ích gì. Chúng ta không có lợi ích gì. Và chúng ta muốn được giải thoát là chỉ có cái là chúng ta phải cố gắng thực hành giới, thực hành định và trau dồi tuệ. Đó là điều mà cần thiết ở trong đời sống. Thì Chư Tăng dạy cho chúng ta về phương pháp hành thiền cũng vậy đấy. Đây này. Một người mà chuyên tâm về hành thiền chỉ, hay là một người chuyên tâm hành về thiền quán, thì chúng ta phải cần có một cái nơi thanh vắng, có cái khoảng thời gian để chúng ta ngồi tập trung tâm của chúng ta vào trong một đề mục. Còn thiền quán thì chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng có thể hành được. Nhưng mà điều đó đó cũng có nghĩa là đòi hỏi cái một cái vị hành giả tu tập thiền quán cần phải có chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục. Còn thiền chỉ là trụ tâm trên một cái đề mục để cái tâm mình có được cái sự an tịnh, là một cái người mà đắc định, tức là đắc được thiền này kia, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, thì là do cái định tâm của họ có, định tâm của họ có. Họ có trao dồi, nói gì do nói. Mình tu tập có nghĩa là mình trao dồi giới, định và tuệ. Như vậy thì mình thấy các cái vị đệ tử của Đức Phật xưa kia cũng vậy. Có một cái vị tỳ kheo xuất gia lớn tuổi, trong Pháp Cú Kinh có nhắc đến một cái vị tỳ kheo đó, như là Ratthabala. Khi mà ngài xin xuất gia thì ngài thưa với Đức Phật là ở trong giáo pháp này có mấy cái việc làm hay là có mấy cái phận sự, thì Đức Phật ngài mới trả lời rằng có hai cái phận sự gọi là ganh tha thu ra, tức là phận sự pháp học và Vipassana Thura, có nghĩa là phận sự phát hành. Thì khi mà Đức Phật đã trả lời như vậy rồi đó, thì vị tỳ kheo này bạch Đức Thế Tôn, do con là tuổi cao cho nên là con không có thể theo trong cái phận sự phát học được, con xin Đức Thế Tôn cho con cái thực hành cái phận sự phát hành. Thì Đức Phật ngài mới dạy cho cái đề mục của vị tỳ kheo này hành. Vị tỳ kheo này sau khi thọ nhận cái đề mục xong rồi đó, thì vị này tìm cái nơi thanh vắng hành thiền, chẳng bao lâu thì vị này chứng quả vị A-la-hán. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là nhớ đó có hai cái phận sự, tùy theo cái vai trò, hoàn cảnh, điều kiện và thời gian, thời điểm của mình mà mình hành trì đó, thì cái nào nó cũng là cái sự hỗ trợ. Cho nên cái vị chúng ta học mà không hành thì cũng chẳng có lợi ích gì. Chúng ta hành mà chúng ta không học thì chúng ta cũng không biết cái gì mà để cho chúng ta hành. Đó là cái điều mà chúng ta thấy bị thất bại ở đây. Như vậy thì
Ở đây có thể nói rằng là một trong những cái điều kiện mà một cái vị tỳ kheo thực hành giới, thực hành định, thực định tuệ, và chư tỳ kheo cũng là giảng dạy về phương pháp từ thấp lên cao, việc tu hành của mình, thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Để sau khi mà chư tỳ kheo dạy cho chúng ta cái phương pháp để siêu quán, phương pháp siêu quán, ở đây đó quý vị thấy rằng là mình cuộc đời này đó mình có làm gì thì làm, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải để cái tâm của mình cho đời sống nội tâm nó nhiều hơn. Nếu chúng ta mà cứ bung lung ở bên ngoài, chúng ta làm những việc này việc kia ở bên ngoài mà tâm của chúng ta không có giữ được cái nội tâm của mình được an tịnh, thì rõ ràng là chúng ta không có được cái sự lợi lạc của một cái đời sống tu hành. Như vậy thì điều mà mình suy nghĩ đó, cần phải suy quán đó. Tất cả trên cuộc đời này mà như Phật dạy đó là các pháp hữu vi đều là vô thường. Cho nên là chúng ta cũng là một sự hiện hữu của pháp hữu vi thôi. Rồi đây chúng ta sẽ già, rồi đây chúng ta sẽ bệnh, rồi đây chúng ta sẽ nhắm mắt lìa đời. Cho nên là quan trọng là khi chúng ta nhắm mắt lìa đời đó, chúng ta cần có được cái nỗ lực nội tâm tu tập cái gì, hay là chúng ta tạo được cái công đức thiện sự gì cho cái đời sống tu tập của mình, đó mới là quan trọng. Khi chúng ta quán đến vô thường thì chúng ta phải nhanh nhanh và gấp rút, đừng bỏ thời gian. Nếu chúng ta không nhanh nhanh, không gấp rút á, thì thời gian nó đâu có chờ đợi mình nữa. Thời gian như bóng câu cửa sổ, và rồi đó tuổi đời chúng ta càng lại chồng chất cao lên thêm, rồi là chúng ta cũng sẽ là cái mạng sống của mình nó sẽ ngắn thời gian thêm tí nữa. Do vậy đó thì những việc gì mà cần làm thì chúng ta nên làm. Hữu vi là vô thường là vậy. Cho nên khi mà mình quán vô thường là mình thấy, ở thứ nhất là mình thấy những thời gian nó qua mau như vậy, cho nên là mình gấp rút để mà mình lo trao dồi, lo tu tập cho chính mình. Chúng ta tu tập bằng giới, tu tập bằng định, hay là chúng ta tu tập bằng tuệ. Những cái điều đó là cần phải trải qua, chứ không phải là không trải qua đâu. Ví dụ thực hành giới để rồi cái nội tâm của mình có thể là nhờ mình thực hành phương pháp thiền định thì cái trí tuệ mình mới phát sanh. Như vậy thì ở đây đó quý vị thấy rằng mình nên trụ tâm trong cái trường hợp nào, mình cũng nên quán về vô thường rồi đó. Vô thường, tâm của mình nó cũng là vô thường, lúc nó nghĩ như thế này, khi nó nghĩ như thế kia, lúc nó nghĩ như thế nọ. Rồi thân của mình cũng vô thường, rồi mình cũng phải già, cũng phải chết. Rồi hoàn cảnh vạn vật xung quanh của chúng ta nó cũng là biến đổi, thay đổi vô thường. Nó vô thường chứ, nó cũng vô thường. Tại vì cái gì mà chúng ta chăm chút nó đó, thì nó cũng có lúc nó còn bị cũ kỹ chứ, rồi nó cũng bị hư hao chứ. Ngôi chùa mà chúng ta làm á, rồi mấy mươi năm sau nó cũng bị hư cũ đổ nát chứ. Rồi cái người khác họ cũng tiếp tục để sửa chữa, cũng tiếp tục vậy. Tức là những cái thế hệ sau, hậu học sau, họ tiếp tục họ lo nữa, họ làm như vậy. Hay hoặc là rồi cái nhà của mình cũng vậy đó, nó cũng phải hư cũ đổ nát. Cho nên mình quán vô thường là để rồi chúng ta thấy rằng những cái thời gian nó trôi qua mau, và những việc gì cần làm thì chúng ta nên làm, nên nhanh tranh thủ mà làm, đừng để bỏ qua. Bỏ qua thời gian rồi nó rất là uổng. Cái thứ hai nữa là chúng ta luôn luôn suy quán về sự khổ trong cuộc đời này. Phật dạy mình quán về sự khổ không phải là mình để cho mình bi quan chán nản đâu,
Nhưng mà thật là một cái mà bi quan mà để rồi con người mình sanh ra cái tiêu cực thụ động thì nó không nên. Nhưng mà mình quán cái sự khổ này đó, để mà mình thấy rõ được cái bản chất thật này đó, là khi chúng ta có thân ngũ uẩn này thì là khổ. Thấy không? Như Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Vì chúng ta có năm uẩn này cho nên là chúng ta khổ. Và khi chúng ta, dù chúng ta hiện thân trên cuộc đời này là một cái người quyền uy thế lực như thế nào không biết, hay chúng ta hiện thân trên cuộc đời này là những người tu sĩ, hay chúng ta hiện thân trên cuộc đời này là những người cùng đinh xã hội, không biết. Nhưng mà rồi chúng ta có cái nỗi khổ chung đó, sanh dịch bệnh chết, và cầu muốn không được, thương yêu xa lìa. Mỗi cái chúng ta thấy nè, Đức Phật ngày dạy chúng ta có sự khổ là vì chúng ta ham muốn quá nhiều. Chúng ta ham muốn quá nhiều cho nên chúng ta khổ. Bắt nguồn từ ở ái đó. Bắt nguồn từ ở ái. Ái ở đây tức là cái sự tham muốn của mình, cái sự liếng tiếc của mình, sự dính mắc của mình. Ái là như vậy. Cho nên là những cái việc nho nhỏ nhất đó, là ái những cái gì mà xung quanh chúng ta, cái vật nho nhỏ. Ái nặng nhất đó là những cái gì mà nó to lớn. Ái nặng nữa đó là chính mình dính mắc với cái thân này, thân ngũ uẩn này. Đó, mọi cái sự hiện khởi nó là khổ. Vì sao mà người ta thấy khổ? Vì cầu muốn mà không được là khổ. Mình muốn cái này nó được như thế này, muốn cái kia nó được như thế kia, muốn cái nọ như được như thế nọ, vân vân. Nhưng mà nó đâu được, đâu như ý mình được. Thì không như ý mình được thì mình nên quán tất cả đều là tùy duyên. Thì như vậy để cho tâm của chúng ta nó đỡ khổ, đỡ trắc ẩn, đỡ những cái điều này điều kia. Nhưng mà rồi đó là chúng ta mong muốn cho nó, thường thường là trong cái suy nghĩ của mình là cầu toàn, cầu toàn cái việc này, cầu toàn việc kia. Nhưng mà rồi nó đâu thể nào như ý mình muốn mình được. Và do mình mong muốn mà nó không như ý mình được, như ý muốn mình được, thì là khổ rồi, là khổ rồi. Cho nên nếu mà mình quán khổ đó, để không phải là mình bị tiêu cực thụ động đâu, mà Đức Phật dạy mình quán khổ để mình nhàm chán. Nhàm chán có thân này là khổ. Dù chúng ta hiện thân trên cuộc đời này là gì đi nữa, là gì đi nữa, thì cái khổ đó chúng ta vẫn có, vẫn có. Cho nên Đức Phật ngày quán trừ khổ để dạy cho chúng ta quán về sự khổ, để cho chúng ta suy quán, chứ không phải là để cho chúng ta thụ động, chúng ta sinh ra những cái tiêu cực. Mà Phật giáo nói đến bản chất thật của nó là khổ, giống như nàng Bhattacharya vậy đó. Khi mà con chết, chồng chết, rồi con chết, rồi về nhà cha mẹ thăm cha mẹ thì cha mẹ cũng đã chết. Trong một khoảng thời gian ngắn đó thôi, nhưng mà rồi bao nhiêu người thân của mình ra đi, trong một khoảng thời gian ngắn đó đều là chết hết. Cho nên khi mà nàng ngộ ra rõ ra rồi đó, thì bây giờ đó, nàng xuất gia, nàng chỉ thấy cái giọt nước thôi, thấy cái khăn lau thôi, để tẩy trần đó, mà nàng quán mà nàng chứng được. Chẳng hạn như nàng Kisakotami, chẳng hạn như vậy. Con chết sợ hãi, ôm con chạy đầu làng cuối xóm, để mong được có cái người cứu con mình. Khi tìm đến Đức Phật, nghe người ta đồn nói là Phật sẽ cứu được con nè, Phật hiểu được trong cái cơn đau khổ đó, mất con như vậy một cách đột ngột vậy đó, rồi nàng cũng nghĩ rằng sẽ Đức Phật sẽ cứu con nè. Đức Phật ngài mới bảo rằng nếu muốn được cứu con nàng nè, thì hãy đi tìm cho Như Lai, cho Như Lai cho ta đó,
một cái hạt cải nhà nào đó mà không có người chết. Nàng cũng hớt ha hớt hải để đi tìm, để đi tìm cái hạt cải. Hạt cải thì có, hạt cải thì có, nhưng mà không có một hạt cải nào ở trong một cái ngôi nhà nào mà không có người chết. Chúng ta nhìn lại từ nhiều đề thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta trong ngôi nhà đó, trong một dòng họ đó, cũng biết bao nhiêu người chết. Làm sao có cái hạt cải không có người chết? Cuối cùng nàng trở lại bồng con, trở lại để hiểu rõ được là lời giáo huấn của Đức Phật là vạn vật trên cuộc đời này phải chia ly, vạn vật trên cuộc đời này phải chịu cái sự vô thường, sự khổ. Cho nên nàng xuất gia, nàng cũng được tỉnh ngộ, tu tập để được giải thoát. Thì đó là những cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng chính Đức Phật dạy cho chúng ta quán về vô thường, quán về khổ, rồi chúng ta quán về vô ngã. Nói vô ngã thì chúng ta khó tiêu hóa trong cuộc đời này, khó có thể chứng nghiệm được trong cuộc đời này. Bởi vì sao mà vô ngã được? Chúng ta còn ăn, còn mặc, còn suy nghĩ, còn phải, còn trái, còn đủ thứ chuyện trên cuộc đời, mà sao Phật dạy cho chúng ta vô ngã? Đức Phật dạy cho chúng ta vô ngã để cho chúng ta bớt khổ đi, để chúng ta quán vô ngã. Vô ngã là gì? Là không có cái chi là của ta. Dù ngay cả bản thân của mình, ngay cả cái thân này nè, thân ngũ quẩn này cũng không phải là của mình. Bởi vì nếu cũng như của mình thì biểu nó đừng già, đừng đau, đừng bệnh, đừng chết, đừng nạn tai, đừng này, đừng kia, thì làm sao nó như ý mình được. Đâu có cái chi là của mình. Nhưng mà mình sống trên cuộc đời này thì mình còn biết bao nhiêu cái sự gọi là đối đãi, đối đãi phải trái, hơn thua với nhau, tốt xấu với nhau. Có điều may mắn chăng là mình còn nhận thức được, ý thức được là điều phải, điều tốt đẹp mình nên làm, điều thiện mình nên làm, điều ác mình nên tránh. Chỉ vậy thôi. Chúng ta quán tưởng như vậy. Thì một người quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, được Phật dạy cho chúng ta như vậy. Thì ở đây, khi Đức Phật Ngài nói rằng mình tu tập giới, tức là mình ráng thu thúc cho chính mình, khắc cốt ghi tâm để mà mình tránh xa những cái hành vi xấu, từ lời nói, từ hành động của mình, đừng cho phạm giới, đừng cho làm những điều gì nó sai trái. Trên vai trò của một cái người cư sĩ, hay là trên vai trò của một cái bậc xuất gia, một bậc xuất gia, rồi là mình phải luôn luôn giữ cái tâm của mình trong mọi trường hợp, trong mọi ngày cũng như đêm, chúng ta luôn luôn thực hành giữ cái tâm của mình được an tịnh. Tức là phải có cái đề mục để chúng ta, để chúng ta gắn tâm vào đó. Người tu tập thiền chỉ, thiền định là để trụ tâm trên đề mục. Đề mục đó là hơi thở, đề mục đó đất, nước, lửa, gió gì đó, vân vân. Mà người tu tập thiền quán phải có chánh niệm và tỉnh giác luôn, nhìn coi cái tâm của mình để mà mình thấy rõ được như vậy. Bởi vì cái đó, đó là không ai lấy được của mình. Cái công đức thiện sự, cái công đức và phước đức, cái công đức tu tập của mình và cái phước của mình đã tạo ra không mất đâu. Và nó làm hành trang để cho mình giải thoát trong tương lai, hoặc là an lạc trong hiện tại. Khi nào mà mình đầy đủ điều kiện pháp độ thì tự động mình đạt được cái sự giải thoát. Rồi tu tập tuệ ở đây đó là mình chưa có được cái trí tuệ của một bậc thánh, nhưng mà mình tập cho mình một cái gì trên cuộc đời này. Chúng ta đều quán vô thường, quán sự khổ, quán vô ngã, liên quan đến bản thân của mình, liên quan đến những người chung quanh của chúng ta, liên quan đến tất cả, gọi chung đó là pháp hữu vi. Thì như vậy thì chúng ta hiểu được cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta, để khi nào mà chúng ta có thể nhàm chán ly tham thì chúng ta mới đạt được sự giải thoát. Còn lúc nào chúng ta chưa được nhàm chán ly tham thì chúng ta chưa được giải thoát. Nhưng mà nhờ chúng ta tu tập giới, tu tập tịnh định và tu tập tuệ này mà chúng ta có được cái sự lợi lạc, an lạc ở trong cuộc sống này.
chúng ta tu tập. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng các vị tỳ kheo đó cũng mang lại cái sự lợi ích cho những người cư sĩ, những người gia chủ rất là lớn. Bởi vì người gia chủ, những người cư sĩ hiểu được Phật Pháp, để hành được Phật Pháp, để hướng đến cái sự giải thoát, đó là đúng như cái tông chỉ của Phật giáo. Tông chỉ của Phật giáo không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Sappabba bassat akkara nang kusala upasambada sacitta pariyoda banang etang buddha sasanang. Không làm các việc ác, gắng làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Chúng ta lưu ý, cái đó là tông chỉ của chư Phật ba đời là vậy. Đức Phật ra đời đó là cũng mong cho chúng ta tu tập để hướng đến sự giải thoát. Và điều đó Đức Phật đã mong là giáo pháp của Ngài lan rộng, như là sau khi mà trên quả địa cầu này có được 60 vị A-la-hán, kể cả Đức Phật, Ngài mới ra cái thông điệp, Ngài nói lên cái thông điệp hoằng pháp đến với chư Tăng. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên, vì lợi ích cho loài người, các thầy hãy đi mỗi người mỗi hướng. Mỗi người mỗi hướng chứ không đi chung. Mỗi người mỗi hướng có nghĩa là chúng ta vì cái sự lợi lạc của Phật Pháp này, trước nhất là chúng ta củng cố về tri kiến, cái thứ hai là chúng ta hành trì giới hạnh và nội tâm của chúng ta được an tịnh. Đó là điều mà chúng ta cần làm. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Liên quan đến cái bài học này, Đức Phật Ngài nói giữa cái mối liên hệ tương trợ cho nhau giữa những người xuất gia, những bậc xuất gia, cũng như là người tại gia cư sĩ. Người tại gia cư sĩ là người mà hộ độ bốn món vật dụng: y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh và sàng tọa, tức là liêu cho chư Tăng. Thì chư Tăng là những người mang lại cái lợi ích cho những người cư sĩ, trong đó gọi là gia chủ, gọi chung là gia chủ, là từ cái việc mà giảng dạy Phật Pháp, là giới, định và tuệ, gọi là trung thiện, sơ thiện, tức là giới được thành tựu, trung thiện tức là định được thành tựu, và hậu thiện tức là tuệ được thành tựu. Mà nói trong cái bậc thánh á, thì bậc thánh Tu Đà Quần á, là bậc mà thành tựu về giới. Bậc thánh Tam Quả tức là thành tựu về định, và bậc thánh Tứ Quả là bậc thánh thành tựu về tuệ. Như vậy là con đường phạm hạnh được viên mãn, được viên mãn, được đầy đủ. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo.